Trên cơ sở bộ môn luật thuộc khoa quản trị kinh doanh, khoa luật được thành lập vào ngày 30 tháng 7 năm 2012 với sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực luật. Các thầy cô khoa luật luôn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp, trung thực và sáng tạo. Đội ngũ giảng viên của khoa luật có bề dày kinh nghiệm và được đào tạo bài bản. Hiện tại, ban chủ nhiệm khoa gồm Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hằng, trưởng khoa và tiến sĩ Hà Công Anh Bảo, phó trưởng khoa. Trong 30 giảng viên của khoa luật, có tới 65% giảng viên được đào tạo nước ngoài tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Italia, Australia. Thầy cô khoa luật là những giảng viên đa tài bởi họ không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn về nghệ thuật, thể thao, nấu ăn và luôn đạt giải cao trong các cuộc thi do công đoàn trường tổ chức như thi nấu ăn, thi thể thao, các cuộc thi văn nghệ. Là những người chèo lái con đò tri thức và là những người nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê theo đuổi ngành luật trong các bạn sinh viên, các thầy cô luôn quan niệm khoa luật là nhà, là nơi các bạn sinh viên được lên tiếng, được lắng nghe và được nhận những lời tư vấn, hỗ trợ từ các thầy cô. Với sự ra đời của chương trình chất lượng cao luật kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp, chương trình VLEX, khoa luật hiện tại có hai chương trình đào tạo, đó là chương trình đào tạo tiêu chuẩn luật thương mại quốc tế và chương trình chất lượng cao luật kinh doanh quốc tế hay còn được gọi với tên VLEX. Chương trình luật thương mại quốc tế là chương trình đào tạo được Trường Đại học Ngoại thương xây dựng và phát triển dựa trên ưu thế, năng lực và kinh nghiệm hơn 60 năm đào tạo về thương mại và kinh tế quốc tế. Trong chương trình đào tạo này, ngoài những môn học về luật thông thường, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về hệ thống các hiệp định và cơ chế giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Về chương trình VLEX, phù hợp với chiến lược phát triển của Trường Đại học Ngoại thương, nhu cầu xã hội, người sử dụng lao động đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, am hiểu về luật kinh doanh quốc tế và định hướng phát triển của khoa luật, Trường Đại học Ngoại thương ra mắt chương trình VLEX từ năm học 2021-2022. Chương trình được xây dựng với các đặc điểm nổi bật. Hệ thống các học phần thực hành nghề nghiệp VLEX được triển khai từ năm nhất đến năm tư, tăng cường đào tạo tiếng Anh pháp lý, tập trung đào tạo chuyên sâu về giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, trọng tài, hòa giải. Hệ thống đối tác triển khai chương trình, các công ty luật, trung tâm trọng tài, hòa giải trong và ngoài nước, song giảng giữa giảng viên và các chuyên gia thực tiễn, tăng tính linh hoạt trong học tập và giảng dạy các môn học. Điểm nổi bật của học luật tại FTU là rất nhiều hoạt động thực hành để gắn đào tạo với thực tiễn. Các bạn sinh viên sẽ được tham gia vào các hoạt động diễn án tại phòng thực hành pháp luật, tham gia giảng dạy, tư vấn pháp luật cộng đồng, tham gia tư vấn các vụ việc thực tiễn cùng các chuyên gia, tham gia các cuộc thi trọng tài và hòa giải gia đình ở tầm quốc gia và quốc tế. Đây là những hoạt động thiết thực và ý nghĩa dành cho sinh viên, vì người học có thể áp dụng kiến thức vào các vấn đề thực tiễn và chuẩn bị hành trang cho con đường sự nghiệp của mình. Liên tục đổi mới phương pháp dạy và học cho phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của xã hội. Sau gần 10 năm đào tạo, khoa luật đã có những thế hệ sinh viên xuất sắc, tạo nên một mạng lưới cựu sinh viên rộng lớn. Dù anh chị có đi đâu, làm công việc gì, mỗi khi trở về gia đình luật, trở về với các thầy cô, anh chị vẫn luôn cảm nhận được sự thân thương, gần gũi mà nơi đây mang lại. Luật sư có lẽ là nghề thường được liên tưởng khi nói về sinh viên học luật. Tuy nhiên, với khối kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, kỹ năng mà sinh viên tích lũy được trong quá trình theo học tại Trường Đại học Ngoại thương, cơ hội việc làm là vô cùng rộng lớn. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm vị trí của chuyên gia tư vấn, cán bộ pháp chế tại doanh nghiệp, tập đoàn Việt Nam và quốc tế, cán bộ pháp chế tại các bộ, ban ngành, các cơ quan quản lý nhà nước, giảng viên về luật tại các trường đại học, trọng tài viên, hòa giải viên tại các trung tâm trọng tài, trung tâm hòa giải quốc tế. Để học luật, trước hết, sinh viên cần có niềm đam mê với ngành học này. Học luật không chỉ từ sách vở, từ thầy cô, vì vậy sinh viên cũng cần là một người chủ động, ham học hỏi để tự tạo cho mình cơ hội học từ những chuyên gia, những người hành nghề thực tiễn thông qua việc hoạt động thực hành, các buổi hội thảo, chuyên đề, các cuộc thi, từ đó trau dồi kiến thức và kỹ năng cho bản thân.